Hello, Minh Quang hả? Tao nè. Alo, vợ chồng mày sao vậy? Hết con vợ gọi tao lúc 1 giờ sáng, dẫn riêng mày. Định không cho tao ngủ luôn hả? Thôi chết, vợ tao gọi mày hả? Có nói gì không? Không những gọi mà còn hỏi cung nữa. Mày có nói là tao xỉn quá tao ngủ nhà mày không? Tất nhiên là không rồi, vợ mày nó ghét nhậu. Cho nên tao mới nói là cả đám rủ mày đi nhậu, nhưng mày không đi. Chưa? Mày hại tao rồi. Thôi nói chuyện mày sao nha. Mày ngon quá ha. Đang đánh lẻ với em nào phải không? Ngon bộ nội tao chứ ngon. Giờ tao có kiếm mày không? Hả? Trời, ngon cho chết chồng mày vậy. Lúc nó gọi tôi cũng đang có một em bên cạnh mà bộ. Thôi, hôn mày đi giờ đi. Đánh lẻ thì chết lẻ tẻ. Hên sống, xui chết. Vậy đi ha. Ba lạc quá, ba. Mẹ Đa đi căng thẳng gì vậy? Con ngủ thêm đi. Đa đi có chuyện gấp phải đi. Ờ nè, lát cái ăn sáng cái chuyện ngon nha. Đa đi đi. Hả? Quên. Nhớ nha, đừng gọi nó đi. Khi nào Đa đi gọi, con nghe.